Thì chúng ta hãy cùng nhau vào bài học này. Thứ nhất là chúng ta chú ý nó có định lý cosin. Phần thứ nhất là định lý hàm số cosin. Thì cho tam giác ABC, các em chú ý này, cho tam giác ABC có các ký hiệu các cạnh đây. Đấy hình nhá. Tam giác ABC thì cạnh BC thì bằng A, cạnh AC thì bằng B và cạnh AB thì ta ký hiệu là C nhá. Thì hệ thức lượng định lý hàm số cosin được phát biểu như sau. Đấy. Bình phương cạnh này này, bất cứ ta tính hết các cạnh trong tam giác này với cái tam giác này là tam giác thường luôn, không cần đâu đặc biệt là vuông nhá. Cạnh A bình này, đó, A bình này sẽ bằng cạnh B bình cộng với cạnh C bình trừ đi 2BC cos A. Đấy. Các bạn thấy này, trường hợp đặc biệt nếu như tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh A thì cos cộng A, cos 90 độ sẽ bằng bằng 0. Như vậy ta sẽ có Pythagore ở đây nhá. Cos A bằng 0, cái đúng này bằng 0 rồi. Thì còn A bình thì bằng B bình cộng C bình giống hệt như Pythagore chúng ta đã biết nhá. Đấy. A bình thì bằng B bình cộng C bình trừ đi 2BC nhân cos của A. Tương tự như vậy các bạn hoàn toàn có thể tính được B bình đúng không nào? B bình thì bằng gì nhỉ? Nó có khuyết cái cạnh còn lại thôi. B bình thì sẽ bằng A bình cộng C bình đúng không nào? Trừ 2AC cos góc B nhá. Cạnh nào thì đối diện với nó là góc đấy. Đúng chưa nào? Đấy, B bình bằng C bình hoặc A bình ta viết xuôi hay viết ngược, ta viết đảo lộn thứ tự thoải mái này. B bình bằng C bình cộng A bình trừ đi 2CA cos B. Và tương tự như vậy, C bình phương sẽ bằng A bình phương cộng B bình phương trừ đi 2AB nhân với cos góc C. Được chưa nào? Đó. Thế từ cái định lý hàm cosin này nhá, từ cái chỗ cái biểu thức này, người ta hoàn toàn tính ra được góc nhá. Ví dụ bài toán cho các cạnh thì người ta yêu cầu góc thì ta lấy rút ra nhá. Góc A chẳng hạn thì ta tính góc A thì tính cos góc A nhá. Các bạn chuyển vế đổi dấu sang bên này đúng không nào? Nhá. 2BC cos A sẽ bằng B bình cộng C bình trừ A bình. Như vậy cos góc A thì sẽ bằng như này, B bình phương cộng với lại C bình phương trừ A bình phương chia cho 2BC. Đó. Tương tự như vậy ta hoàn toàn rút được cos góc B. Đấy, cos B này cứ góc B thì mất cái bình phương này thì không có B mà B ở sẽ có dấu trừ nhá. Cứ tính cos góc nào thì ở trên tử ấy thì cái cạnh đối diện với góc đấy sẽ mang dấu trừ nhá. Cos C bằng C bình phương cộng A bình phương trừ đi B bình phương trên mẫu là 2CA. Đó. Và tương tự như vậy ta hoàn toàn tính cos góc C bằng A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trên 2AB. Đó, như vậy là chúng ta đã biết định lý hàm số cosin. Bài định lý hàm số cosin này chúng ta sẽ áp dụng để tính các cạnh khi biết góc, đúng không? Khi biết